Trước trên không ai muốn đu, khi bị cả lớp cô lập, trùng cuối ngược lại, tự mình cô lập cả lớp. Không biết những đoạn video này chỉ là quay cho vui hay đây là sự thật, nhưng đều khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng đều thấy thương thay và tò mò về câu chuyện phía sau. Một cậu bạn ngồi chơi bên bồn cây, trong lúc cả lớp cùng nhau đá cầu. Hay một cô bạn một mình loay hoay với chiếc điện thoại ở một góc lẻ loi, trong khi các bạn đều túm năm tụ ba để chuyện trò vô cùng rôm rả. Hay cô bạn này trong lớp học thể dục đã phải đứng múa một mình vì chẳng tìm được bạn diễn cùng, khiến ai nấy đều thấy đáng thương. Tuy nhiên, những trùng cuối thì rất lạ. Họ tự cô lập cả lớp theo cách rất đặc biệt. Không biết yêu nhau thâm thiết kiểu gì mà vị trí bàn học lại được sắp xếp nổi bần bật luôn đây này. Hay là đem luôn bài tập ra nhà thể chất để học, đá bóng với đá chuyền, nhảy dây bắn bi trốn tìm. Ôi thích thú tuyệt vời, nhưng mà tôi hổng có chơi vì tôi còn phải học bài đó. Nhìn anh ta nghiêm túc mà các bạn không có dám làm phiền luôn. Còn đây là cậu nhóc tầm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cả lớp đã ngay ngắn chuẩn bị vào học ca chiều rồi mà cậu chàng vẫn say sưa giấc nồng. Thầy còn phải nhờ bạn khác gọi dậy. Tới lúc cậu tỉnh dậy được, còn được cả lớp vỗ tay rầm rầm như là đăng quang hoa hậu luôn. Rồi, cả lớp nổ một tràng pháo tay chào bạn dậy nào. Hy vọng rằng sự cô lập này chỉ là các bạn trêu nhau mà thôi, chứ chẳng một ai muốn đi học mà bị cô lập cả, phải không nào? Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tám TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.